Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên gian Shopee Mall, hiện đã có chương trình ưu đãi cực hot, chi tiết ở phần sau của video. Nếu bạn không biết Hachiko là phim về gì, thì thực sự bạn cần một khóa bổ túc văn hóa đại chúng, và chắc chắn bạn chưa biết gì về nỗi buồn. Dừng video này lại và lấy cuốn khăn giấy gần nhất đi rồi quay lại xem tiếp. Câu chuyện bắt đầu vào một đêm đông, một chú chó đang nằm gọn gàng ngăn nắp trong chuồng. Trên chuyến xe kéo vận chuyển hàng hóa, không biết do số phận sắp đặt hay định mệnh đẩy đưa, chiếc lồng chứa cu cậu rơi ra ngoài làm cánh cửa bung mở. Bốn cái chân ngắn loáng ngoáng loanh quanh. Và trong khi đang loanh quanh, thì chú gặp được Destiny của đời mình, giáo sư âm nhạc Parker. Thấy cưng cưng chú chó nhỏ, giáo sư liền ở lại giúp nó tìm chủ. Nhưng sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, chả tìm thấy ai, chả ai tìm tới nhận chú chó về cả. Nhận thấy sự quay đi của mình sẽ là tiền đề cho bữa tối của người Trung Quốc, giáo sư liền đưa chú cún về chỗ của nhân viên nhà ga, nhờ anh ta trông coi nó đến khi chủ nhân tìm đến. Để tạm qua đêm thì được, nhưng đến mai mà không ai nhận thì chú cún sẽ bị đưa đến trại chó hoang. Bỏ thì thương, vương thì cũng cưng phết. Giáo sư đành đưa cú nhóc này về nghỉ qua đêm rồi mai tính tiếp. Vấn đề ở đây là vợ ông, hai người đã cam kết không nuôi thêm thú cưng nữa, nếu mà bà thấy được thì toang. Sau khi ngó không thấy vợ, giáo sư mới dám nhẹ nhàng đưa chú cún vào trong phòng khách, lấy gối quây cho cô cậu một cái ổ, bonus thêm cái găng tay ra cho nó cắn chơi. Giáo sư vừa bước ra khỏi thì vợ ông cũng xuống tới. Họ trao nhau cái ôm và một chút chùn chụt, rồi cả hai cầm chai rượu dìu nhau lên phòng. Trong khi đó ở trong phòng khách, cô chó cũng thấy buồn chân buồn tay mà đi nghịch ngợm khắp nơi. Thấy hai ông bà phát cẩu lương mà không cho mình ăn ké, chú cún con mò lên tận phòng ăn trực tiếp cho nó nóng. Bà vợ thấy rõ ràng mồm chồng mình ở trên mà sao lại có lưỡi liếm mình ở dưới thì hét toáng lên. Suýt tí nữa thì giáo sư ra hầm cầu mà ở. May mà vợ thương nên dung túng, cho phép chú cún tá túc nốt đêm nay. Tranh thủ lúc nóc nhà chưa đổi ý, ông cho chú cún nhỏ xuống ở trong nhà kho, nơi ở cũ của một thành viên bốn chân cũ. Sau khi lo hết chỗ ngủ từ A đến Á cho chú cún, ông quay trở lại và cố mà nịnh vợ kiểu: thôi đừng giận, anh thương vợ nên anh đang mặc quần mua từ 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm 199k cho một chiếc quần nâu chuẩn form, chất xịn vải mịn, cốt tông lạnh mềm mịn, không chỉ thừa không nhăn, cúc ẩn tinh tế. Để thứ duy nhất chọc vào mắt người vợ bây giờ là khả năng quản lý tài chính và săn sale tuyệt vời của anh. Đây là lần đầu tiên 360 Boutique áp dụng giá trải nghiệm thấp đến thế, giảm sâu cho quần nâu chất lượng đẹp chính xác như hình, mặc vào cộng 100 chỉ số thời trang. Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Sáng hôm sau, nhà giáo sư làm tờ rơi tìm chủ cho chú cún. Thấy chú chó này cũng đáng yêu và cũng để tăng thêm chút gia vị trong gia đình, cô con gái ngỏ ý khuyên giáo sư nên giữ nó lại. Nhưng lệnh ông không bằng công bà, một khi vợ đã không cho thì ông chả dám cãi. Ba phần bất lực, bảy phần cũng thế, hai cha con giáo sư phải tìm cách đẩy chú cún đi. Không tìm được chủ cũ thì tìm chủ mới. Sau khi bỏ cu cậu vào một chiếc túi, ông đưa nó đến trạm chó hoang để nhờ họ giữ giùm. Nhưng hiện tại chỗ trại cũng đang quá tải nên họ cũng chỉ có thể giữ nó được 2 tuần mà thôi. Còn sau đó thế nào thì họ không nói, đã thương thì thương cho chót. Giáo sư vừa dán tờ rơi vừa đi hỏi han khắp nơi xem có ai muốn nuôi cục cưng xinh xắn ngoan ngoãn này hay không, vì nó thực sự là cần một mái nhà đó. Nhưng người thì thuộc team yêu mèo, người thì ngại hot kid. Tóm lại là chả ai muốn chứa chấp chú chó nhỏ. Vì không thể để cu cậu chạy lăng xăng bên ngoài, giáo sư đành lén mang nó lên tàu và đi làm cùng ông cho đến hết ngày hôm ấy. Tan ca, ông đưa chú cún đến thăm một người bạn của mình và được biết cu chó này thuộc giống Akita. Ký hiệu trên chiếc vòng của nó theo tiếng Nhật là số 8, một con số đặc biệt kéo lên trời cao rồi xuống tận mặt đất. Thấy cái tên này nghe cũng lọt lỗ nhĩ, giáo sư liền chốt luôn cái tên Hachiko cho chú cún con này. Người bạn kia cũng khuyên giáo sư đừng cố tìm chủ mới cho chú cún con này làm gì, vì nó đã lựa chọn ông mất rồi nên đừng trốn tránh trách nhiệm làm con sen nữa. Về đến nhà, giáo sư hào hứng kể cho vợ nghe về giống loài của Hachiko. Nhưng mà gà bà nuôi, bà biết thừa, ông này rõ ràng đang khoái nuôi chó lắm, rành rành hết trên mặt kia lại còn lý do. Trong khi hai vợ chồng còn đang mải tranh cãi thì bên ngoài Hachiko đã tiến hóa từ chó thành báo, gặm nát cái mô hình mà vợ giáo sư cất công làm trong 4 tháng ròng. Tình hình đã khốn lại còn khó, giáo sư bèn đưa cu cậu đi tránh nạn tại nhà kho. Đêm hôm đó bỗng lại có cơn mưa lớn, lo Hachiko sẽ bị lạnh, giáo sư đã chạy xuống xem tình hình của nó thế nào thì thấy cu cậu đang rét run co vào một góc. Bất chấp lời vợ, ông bế cu cậu lên nhà trên rồi ôm con chó ăn bỏng ngô xem bóng trời. Mẹ con chó lại ủng hộ Yankee. Và cứ thế cả hai thiếp đi, đang ngủ mó không thấy chồng đâu. Người vợ đi xuống lầu tìm ông thì đã thấy lông người lông chó lẫn lộn, thấy cũng thương thương. Bà cho phép Hachiko được ngủ trong nhà, nhưng đức ông chồng thì bê cái mông về đúng chỗ ngay. Những ngày sau đó, giáo sư huấn luyện cho Hachiko chơi trò nhặt bóng, nhưng có vẻ cu cậu không khoái bộ môn này lắm. Quả bóng ông ném ra thì tự ông đi mà nhặt về. Thấy chồng vui vẻ như vậy, bà vợ cũng xuôi xuôi. Nên khi có người gọi tới ngỏ ý nhận nuôi Hachiko, bà nhẹ nhàng từ chối. Thời gian qua đi,
Hachiko từ một con chó trở thành một con chó to và vẫn loáng ngoáng bên giáo sư như hình với bóng, trừ khi ông đi làm, vì giờ làm sao tuồn nó lên tàu được. Nhưng luật lệ là dành cho loài người, không phải dành cho chó. Hachi tìm đủ cách để chạy theo giáo sư. Khi vừa mới lên tàu, giáo sư ngạc nhiên thấy Hachiko đang đứng dưới sân ga. Và dù ông xua kiểu gì thì nó vẫn cứ loanh quanh đấy. Chó không chịu chủ thì chủ phải chịu chó thôi. Giáo sư đành bỏ chuyến tàu để đưa cô cậu về nhà, hì hục lấp cái hố mà Hachiko đã đào để vượt ngục. Ngày thật dài khi Hachiko không ở bên giáo sư. Và cái bà lông đầu dài dài kia cũng tốt đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ với Hachiko. Đang buồn chán, bỗng nghe thấy tiếng còi tàu vang vẳng. Đoán được ông chủ đã về, Hachiko liền vượt rào, tìm đường đến nhà ga, chọn lấy vị trí đắc địa để đặt đít đợi giáo sư. Vừa thấy giáo sư bước qua cánh cửa nhà ga, Hachiko liền chồm vào ông. Giáo sư vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô cậu ngồi đó chờ mình. Và kể từ đó, như một thói quen, dù là nắng to nóng nực hay tuyết rơi trắng phủ, Hachiko đều tiễn giáo sư ra tàu vào mỗi buổi sáng, rồi đến rước ông vào buổi chiều. Nhờ thế mà những người xung quanh nhà ga đều biết đến Hachiko. Nhưng có một điều giáo sư không hiểu, rất nhiều người cố gắng chơi trò ném bóng với nó, nhưng cô cậu nhất quyết mặc kệ, không chơi là không chơi. Người bạn Nhật Bản của ông giải thích rằng, giống chó Akita là một giống kiêu hãnh, nó sẽ không bao giờ tìm cách lấy lòng ai cả. Nó đưa đón vui chơi với ông tất cả là vì nó thích thế, chứ chẳng ai bắt được nó làm gì đâu. Nếu chăng có một ngày Hachiko chịu chơi trò nhặt bóng, chắc hẳn là có điều gì đó đặc biệt lắm. Đến một ngày, giáo sư xuống sân ga nhưng lại không thấy Hachiko đâu cả. Lo có biến xảy ra với cu cậu, giáo sư chạy vạy khắp nơi tìm nó. Ngay cả vợ ông cũng nói rằng không thấy nó đâu cả. Về đến nhà, giáo sư luôn miệng gọi tên Hachiko và nghe tiếng nó trả lời từ trong kho. Nó cần ông đến giúp vì đang phải đối mặt với một mối nguy chết chóc, một con chồn hôi. Giáo sư thử dùng đả chồn trổi pháp, nhưng cái con của nợ kia không quan tâm, bạo lực với nó thì bị phạt hành chính. Nên giáo sư đành dùng thùng giấy úp sọt để cu Hachiko chạy ra, nhưng nó lại đâm sầm vào giáo sư, khiến con chồn kia thoát ra và xịt cho cả chủ lẫn chó một đòn giấm. Sau đó họ tắm với nhau rất nhiều. Và giáo sư còn bị vợ đuổi khỏi phòng vì chưa hết mùi. Người ta nói giống chó có một chiếc mũi kỳ lạ, chúng có thể cảm nhận được những niềm hạnh phúc và cả những điều bất chắc mà chúng ta không biết được. Và một ngày bình thường như bao ngày khác, giáo sư gọi Hachiko đến nhà ga cùng mình như mọi khi. Nhưng hôm nay nó cư xử lạ lắm, liên tục sủa ông và không chịu đi. Giáo sư cứ tưởng cu cậu đang ốm nên làm bướng, nhưng đoán chắc nay nó cả trớn thôi. Nên giáo sư đành kệ Hachiko và chạy đi làm. Hachiko kiên quyết muốn giữ ông lại. Chú chó liền chạy vào nhà kho ngậm lấy quả bóng rồi đuổi theo ông chủ. Thấy Hachiko đến, giáo sư mừng lắm. Đó lại còn là lần đầu tiên ông được chơi ném bóng với Hachiko. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng rồi tàu đến, Hachiko thì cứ kiểu chơi đi, please, đừng có đi làm nữa, chơi đi. Còn giáo sư thì chả hiểu mô tê gì, bà là chiều về chơi để mà ngồi chờ đi. Cho đến khi đoàn tàu rời ga, Hachiko vẫn cứ ngồi đó, dòng cổ ra hơn bình thường. Trong buổi giảng bài, giáo sư bỗng thấy trong người lạ lắm. Ông ngồi xuống thở dốc đầy khó nhọc, rồi đổ gục xuống như con rối đứt dây. Hachiko vẫn như thế, vẫn ngồi đợi ở chỗ cũ. Nhưng cái bóng dáng mà nó mong chờ thì mãi chẳng thấy đâu. Nó cứ ngồi đến khi trời tối mịt, và con rể của giáo sư đến đón thì mới chịu về. Nằm trong nhà kho, nhìn về phía căn nhà, nó thấy mấy human đang ôm nhau khóc, và chẳng cần ai nói nó cũng tự biết. Trong khi mọi người đang ở đám tang của giáo sư, Hachiko vẫn chạy ra chỗ ngồi quen thuộc trước nhà ga để đợi người chủ nhân trở về. Ông nhân viên nhà ga bảo nó rằng về đi con ơi, không cần chờ nữa đâu. Nhưng Hachiko kệ mẹ, con chờ kệ con. Mặc cho tuyết rơi ngày càng dày, nó vẫn cứ ngồi đó, nhìn về phía cánh cửa nhà ga. Sau khi giáo sư mất, người vợ quyết định bán căn nhà để chuyển đến nơi khác sinh sống. Còn Hachiko thì sẽ ở cùng cô con gái trong căn nhà mới. Nhưng tâm Hachiko vẫn luôn nặng trĩu nỗi buồn. Và ngay khi không ai để ý, nó vọt đi, men theo đường ray xe lửa và chạy mãi, lần mò về căn nhà cũ. Khi thấy người lạ ở đó, nó hiểu rằng đây không còn là nơi giáo sư trở về nữa. Chỉ còn một nơi để Hachiko gặp lại giáo sư mà thôi. Nó tìm đến nhà ga và lại kê mông vào chỗ ngồi quen thuộc. Người qua kẻ lại thì đã quá quen thuộc với Hachiko, nên thường xuyên mang đồ ăn và ngồi tâm sự với nó. Biết được Hachiko sẽ tới đây, gia đình nhà cô con gái tìm đến để đưa nó về. Nhưng ngày qua ngày, khuôn mặt Hachiko vẫn luôn ủ rột sầu bi. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi tàu vang lên, nó mới đứng dậy mà hướng về phía cánh cửa. Biết được rằng giam Hachiko ở đây thì chỉ càng làm nó buồn bã thêm. Cô con gái mới mở cửa bảo đấy, đi đi con. Sau khi liếm tay chào cô, Hachiko liền chạy tới nơi nó thực sự muốn ở. Và rồi cứ thế, nó ăn ngủ vạ vật loanh quanh. Rồi cứ mỗi 5 giờ chiều, nó lại đến dùng mông mài gạch nhà ga. Người qua kẻ lại biết câu chuyện về nó, cũng đâu nết thức ăn cho chú chó trung thành. Đêm xuống, Hachiko lại chui vào gầm tàu để ngủ. Câu chuyện chú chó chờ chủ ngày càng được nhiều người biết đến, trong đó có một nhà báo. Sau khi bài báo về Hachiko được đăng lên, mọi người từ khắp nơi gửi tiền bạc quà cáp cho chú. Nhưng Hachiko là chó mà, nó cần quà đâu, nó cần ngồi chờ chủ cơ. Người bạn Nhật Bản của giáo sư cũng đọc được bài báo đó. Ông tìm đến Hachiko để cùng ngồi với nó, tâm sự về người bạn già đã mất của cả hai. Thời gian cứ thế trôi đi,
Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, và 10 năm trôi qua như cơn mộng. Hachiko bây giờ không còn trẻ trung gì nữa, dáng đi đã lù khù, đôi mắt đã nặng trĩu, bộ lông đã nhuốm màu nắng gió, mặc cho tuổi đã cao. Nhưng cứ đúng 5 giờ nó vẫn tìm đến nhà ga làm công việc quen thuộc, người vợ sau bao năm cũng tìm về chỗ cũ. Khi đến nhà ga, bà vô cùng ngạc nhiên khi vẫn thấy Hachiko ngồi đó chờ đợi, không thể kìm được sự nghẹn ngào mà ôm lấy chú chó. Cái cảnh tượng thật khiến người ta quặn mẹ cả lòng mề. Má cái phim chết tiệt, má cái thằng ninja cắt hành trong lòng tôi. Và trong một đêm tuyết lạnh, Hachiko đang nằm trú dưới gầm tàu, và cả tiếng gọi của ai đó quen lắm. Nó lê thân xác nặng nề của mình đến chỗ chờ quen thuộc. Nó thấy trước mắt những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh giáo sư. Và rồi tiếng còi tàu réo vang, người mà Hachiko vẫn hằng chờ đợi cuối cùng cũng đến. Giáo sư nở một nụ cười rạng rỡ ôm chầm lấy nó, và tiếng còi tàu lần nữa vang lên, đưa họ về một nơi xa mà cả hai được bên nhau mãi mãi. Như một sự xoay vần của định mệnh, đứa cháu của giáo sư cũng có cho mình một chú cún nhỏ, được đặt theo tên Hachiko. Đây là câu chuyện lấy ý tưởng từ một chú chó có thật tại Nhật Bản. Và đến bây giờ tại ga nơi Hachiko đợi chủ, vẫn còn có một bức tượng đồng để tưởng nhớ đến chú chó trung thành. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.